đoàn Premium Beauty Care, 9286 Bosa Avenue, Westminster, California, với thương hiệu độc quyền D1, công ty có giấy thông hành bởi FDA Hoa Kỳ, sản phẩm chất lượng uy tín an toàn được sản xuất với những nhà máy uy tín từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Canada. Chúng tôi gửi hàng khắp nơi trên thế giới với một đội ngũ chuyên viên bác sĩ Đông và Tây y, công thức vượt trội, an toàn cho mọi lứa tuổi nam nữ kể cả vị thành niên. Rất là tốt, da sáng hơn, mặt đẹp hơn, làn da nó đều màu hơn và rất là hài lòng. My dark spots are starting to fade, so I've really been enjoying the skincare here. Đặc biệt dược thảo hoàng gia D Royal phòng chống đẩy lùi ung thư. Khi mua lần thứ ba, chị không bị ói, chị không bị giật. Scan lại, bác sĩ nói tôi không có thấy ung thư trong người bà nữa. Do là chị vẫn uống cái này từ đầu đến cuối luôn, cho nên mới tới đợt thứ ba là mình đã cancer free. Đó, cancer free. Wow. Chị cảm ơn, thật là biết ơn. Đó, cái đó là biết ơn. Là nhờ những cái viên thuốc, viên D-Royal của Tâm Đoan mà chị có sức khỏe như ngày hôm nay. Cái lọ này được mang tên là D-Royal của công ty Tâm Đoan nha quý vị. Nó là Fukudon với lại cái nấm Maitake, độc quyền sản xuất, made in Japan, công thức riêng của công ty Tâm Đoan. Đương nhiên nó phải có cái bí quyết của nó trong cái công thức, chứ không phải nói Fukudon ở đâu cũng giống nhau hết. Và bảo đảm lọ này là không giống. Trước tiên là mình phải nói nặng ký nhất á, là nó giúp lấy đi cái sự phát triển của tế bào ung thư. Khi mà người ta chemo thì cái thuốc chemo nó sẽ giết luôn tất cả các tế bào. Thì cái này nó giúp giữ lại cái dinh dưỡng cho tế bào tốt, có nghĩa là nó vẫn đẩy lùi cái tế bào ung thư ra khỏi cơ thể, nhưng mà nó không ảnh hưởng tới cái tế bào tốt. Wow, chị Teresa Nguyễn ơi, tuyệt vời quá, em vui quá. Anh uống được 10 ngày mà tái khám lại 10, còn lại 3. Chị nói là anh của chị uống được 10 ngày mà tái khám 10, còn lại 3. Wow. Thôi cảm ơn chị, chúc mừng anh chị. Và đương nhiên mình cũng chúc và mình đợi chờ tới cái ngày là cancer free, tống nó ra khỏi cơ thể thôi. Uống một ngày 6 viên. Ok, cảm ơn chị. Đó quý vị thấy không, nếu mà mình đang ung thư là mình phải uống cho nó đủ cái đô, tức là nó không phải là over, maximum một ngày 6 viên. Uống hơn 6 viên không sao, nhưng mà ý là uống hơn là nó phí. Tại vì cơ thể của mỗi một người nó sẽ hấp thụ bấy nhiêu đó, cho nên uống hơn thì mình phí tiền. Đó, vậy thôi. Tự nhiên tóc của anh từ màu trắng giờ chân tóc ra màu đen. Trời ơi, đã quá luôn. Chị Trần Loan nè, chị uống đi quanh khỏe, ngủ ngon lắm, thank you. Quý vị thấy không, công dụng nó rất là đa dạng, nó nhiều thứ. Chị rất là hài lòng, chị dùng viên dược thảo thì nó rất là tốt cho sức khỏe của chị. Lượng đường trong máu nó cũng ổn định hơn, chị thấy mình khỏe hơn và cũng như là làm chị được bền bỉ hơn nữa. Chị cũng mừng là tìm được cái thuốc thích hợp với cơ thể của mình. Chị rất là vui, hầu năm rồi chị bị bệnh, nằm mệt lên, mệt sốt, bị đau tim, nó làm bị sốt. Chị này kia luôn á, phải nghỉ làm luôn á. Bản thân thường thường chị hay bị vậy á. Mà chị uống cái thuốc của Tâm Đoan một chai, năm nay nó lướt qua trơn, không có bị cái gì hết luôn. Trời ơi, hạnh phúc. Yeah. Tâm Đoan ở đây bán cái Bocodan nhưng thật sự rất là tốt. Chị bị 4-8 năm, cứ 6-7 tháng một năm mình đi một lần. Chị uống lúc mà kết quả ra thì họ nói ô cái bú của mày nó nhỏ lại, nó teo lại và nó good. Mình uống mình thấy là vấn đề của bản thân mình cải thiện, thôi rất là good. Thì ai mà cần về cái vấn đề mà về bú, bị bú hay là bị ung thư gì đó thì nên tới Tâm Đoan để mua cái sản phẩm Bocodan này. Tôi bị gas bao tử, nó đau, khi mà dùng cái Fucanin của bên công ty Tâm Đoan ấy, một tháng thì bắt đầu nó làm cái bao tử rất là dễ chịu, nó bớt rất là nhiều. Thì uống tới hôm nay là thấy bớt gần như là 90% mình nám, bây giờ thấy nó bớt rất là nhiều. Chỉ xài cái cặp sóng thần. Đây là cặp sóng thần, nó đã nổi tiếng và gọi là cái người bạn đời luôn cho mấy chị rồi. Anh Tuấn cũng biết không, mấy chị đặt cho em đó, nhưng mà không ngờ là mấy anh dùng lại thích mà còn hiệu quả nhanh hơn nữa đó. Anh chia sẻ về phần của anh Cái cặp sóng thần á, xài thích đó là nó không làm cái da mình nó, mình cảm thấy nó nặng nặng, không có sticky. Nó không có sticky, nó không, mình không có cảm giác là có cái gì trên cái mặt mình đó. Đó, bởi vậy mấy anh mới chịu xài chứ. Sóng thần với cái kem chống nắng á. Sữa rửa mặt luôn. Của bên Tâm Đoan sự là rất là tốt. Cái da tôi nó cũng sensitive lắm. Nào giờ xài rất là nhiều hiểu rồi. Nhưng mà xài của Tâm Đoan thì từ trước giờ thấy của Tâm Đoan là tốt nhất. Cảm ơn anh. Cà phê đã về. Quý vị ơi, mau gọi cho công ty nè. Made in Korea. 888-376-6768. 100% organic nấm linh chi và cà phê organic Colombia. Một hộp 20 gói to đùng luôn. Một gói bằng 2 gói người ta. Có 40 đô mà thôi. Mua 4 được tặng 1. Hết nó vừa uống á. Dạ. Cà phê nấm linh chi đó. Cô uống tới chiều tối, cô uống tới tối cô vẫn mua được thường thường. Mấy cà phê cô dám uống buổi sáng rồi chiều trưa không dám uống, uống là tối đêm lần thức trắng luôn. Nhưng mà cái cà phê này uống vô thì cô vẫn ngủ bình thường. Ừ đó, cô thích cái đó đó. Nó ngon, béo nên không ngon.
dữ, thơm, nó ngọt nhẹ nhẹ, nó không ngọt lắm. I love your coffee. I'm a morning tea drinker, but when I tried your coffee the last time, I loved it. It's perfectly taste and help keep me going through all day without making my heart beat fast like other coffees. Thường thì chị không có uống cà phê instant coffee, nhưng mà bởi vì những cái instant coffee bên ngoài á, uống thì nó không có được ngon bằng cái cà phê mà mình pha đó. Dạ. Nhưng mà chị hơi ngạc nhiên là khi mà chị uống cái cà phê này á, thì nó rất là ngon. Dạ. Tức là nó không có quá ngọt mà nó vừa uống mà nó có cái vị thơm ngon, cho nên chị thấy thích. À, bây giờ chị mới order thêm bởi vì uống thấy nó ngon. Uống rất ngon, yeah. Thơm, dễ chịu lắm, dễ uống lắm, yeah. Vừa miệng, yeah. Chị không có bỏ đường gì hết á. Dạ, uống buổi sáng. Dạ vâng. Dạ chị mới thử sau chị mua thêm. Dạ. Chị thích lắm. Dạ. Tâm Đoan trân trọng kính mời.